បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏ដូចជាសូមគោរពសួរទៅដល់គណៈកម្មការទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងប្រកួតប្រជែងគំនូរវាយខ្ញុំវិញនៅដេកាទី3ឆ្នាំ2022នេះហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមលើកយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំបាទជាមួយសសម្បត្តិនេះអាយុ23ឆ្នាំមកពីសាលាសមអាស្គូនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានពំណំជូននៃស្នាដៃរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាមហានស្នាដៃរបស់ខ្ញុំក្រោមចំណងជើងថាសិកឹមថ្ងៃមួយដែលគូដើរកន្លងផុតទឹកនិងកន្លងអាគីលីងហើយវាបានជាខ្ញុំគូគូនូនីឡាហើយដាក់អត្តន័យបែបនេះដោយសារតែជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំតែងតែឃើញសកម្មភាពឆ្មារបស់ម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំថាវារាល់ថ្ងៃវាធ្វើអ្វីរាល់ថ្ងៃវាចូលចិត្តអីហើយ ទឹកមកខ្ញុំគូរត់ឆ្មាតំណាងនីឡាងហើយជាពិសេសថ្ងៃមួយក៏ខ្ញុំបានទៅលេងផ្ទះរបស់លោកគ្រូខ្ញុំដែលគាត់ធ្លាប់បរៀនខ្ញុំតាំងពីតូចៗផងដែរនោះហើយទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំក៏បានឃើញថាមានឆ្មាជាច្រើនហើយជាច្រើនប្រភេទមែនទែនហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់ចូលចិត្តសត្វជាពិសេសគឺសត្វឆ្មាហើយគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ចេញទៅក្រៅម្ដងម្ដងក៏ដូចជាទៅទីកន្លែងណាផ្សេងៗគាត់តែតែឃើញឆ្មាដែលគេបោះបង់
chất sẽ lan sạn nâng ca chân chậm bị bắt thay rồi sao vì vì mình chỉ bắt đôi riêng chỉ thầm mày hãy đôi chân cũng đấy bạn chỉ nhom cu rút chma đầm nàng anh ấy cứ nhom bông pho mùi hai cọ đạn cho nó chơi mùi ni tha sự không thằng ấy mùi hay khi bạn đã từng đây nước nông ni chỉ tu tới mình thả tới chma đại cái trời chân châm hay rồi có chma đại cái bỏ bóng trái rồi tới chma na thả tiền khi bạn đã từng đây nước nông ni rút rót chỉ sẵn đôi tôi tới tháng sẽ cầm thằng ngày muối khi nhóm nâng miên mà chặt thằng ngày mười tháng sẽ cầm thằng ngày muối mà chặt nâng mà rộ bị vinh sẽ cầm thằng ngày muối viên nâng miên trong đây xì khúc con đôi chân mà đợt tay sẽ cầm thằng ngày muối viên nâng miên trong mà rộ luôn nơi trẻ chân tay sẽ cầm thằng ngày muối viên nâng bàn kính được phục hay sẽ cầm thằng ngày muối lặng lặng tại tam nẹt ốc nia cất hà viên sợ xong nâng sẽ cầm thằng ngày muối ở vay tiền hay được nhịp phong đá có khi nhóm bàn biết thiệp tới lớn mà nó có đôi khi nhịp phong đá mình thà tất sản mà nó tệ có cả từng khâm cư mình thay nơi lớn chất cầm đợi được khi còn thà bàn chạy tổng thà mùi cái gì mà nó mùi cái gì sản anh xâm rạp biết thiệp lớn mà nó nhịp phong đá có khi nhóm bàn xâm kể khiến thà mùi dưỡng có đôi khi nhé chứ tôi tư nơi bê đài dưỡng cất thưa với mùi nơi thằng ngày bằng tỏ tiền nhưng tôi thưa với mùi sẽ là thằng ngày nào cũng có dương xâm lấn mở tâm bụng hay cất sinh chất sinh chân thà tôi thưa với bằng tỏ tiền hay cất dạng vệnh cho ngài được nhịp bằng nhóm lực ở tầng này khá khá nơi khá nông nịp hoặc đài sẽ gần thằng ngày mùi khi nhóm nông xâm rạp bàn chỗ chơi xâm rạp bàn nơi cô bằng nào bỏ khi nhóm sẽ gần thằng ngày mùi khi nhóm đang thua bị bàn sẽ cầm thằng ngày muối khi nhóm đang bị bàn sẽ cầm thằng ngày muối khi nhóm đang bị chập ca dịch xa sẽ cầm thằng ngày nằm muối khi nhóm đang bị ca nghi lỏ lỏ được kì sẽ cầm thằng ngày này mà sẽ cầm thằng ngày muối khi nhóm đang bàn cho chung cửa xa đi đi cọ cái đài sẽ cầm thằng ngày muối khi nhóm đang bàn tự bàn nơi lợi tập hòa đài lỏ sẽ cầm thằng ngày muối lại nâng lại ta tạm ca cận nâng bà cho thang luôn nơi rồi bỏ mà nụ xin xin khí nha nâng mà cục ruộng hay đôi nhịp bằng đai tang sạch mà nâng một nước cứ khi nhóm cụ lang đòi có sai phần này xâm lấn mưa tầm mụn cứ đầm nàng ói ca cất dựng thâm thằng ngày mùi khi nhóm nâng tự bàn ở vầy mùi hay nâng nông video nhịp bằng đai khi nhóm bàn bằng cọc xa rồi gặp nhà xa ở rung khách lấy bằng đai ở chết sẽ lan sạch bởi chân chấm hay trở trên mưa thai phòng tâm thái này tự ốc ní bình chất nơi video này hãy ủng hộ sản phẩm cao tôi sẽ nào tạm biệt ông hộ đo chọn bạn xung ốc hôn xung dịch bye.